Xin chào tất cả anh chị và các bạn. Hôm nay chủ nhật, Di ở nhà ra vườn. Di làm cái video clip nè. Đây là châu Như F2, giá là 400 ngàn một chậu. Này là Talino. Đây là Di Linh Xuân Tâm Bố. Di Linh Xuân Tâm Bố giá 400 ngàn một chậu nha. Đây. Ngoài ra chỉ còn có cái mấy cái bản cây. Này là chầm bà lu nha. Một bản như vậy là 350 ngàn. Đây một bản như thế này là 350 ngàn. Đây một bản như thế này 350 ngàn nha. Tất nhiên là có bản lớn, bản nhỏ. Đây, đây là Chư Morai. À, cái này là Châu Như. Đây, đây là chầm bà lu. Một chậu như thế này là 200 ngàn nha. Một chậu như thế này là 200 ngàn nha. Đây, một cái bản như thế này đây. Đây là giá hạt lây chầm 350 ngàn. Anh chị có nhu cầu thì liên hệ Di. Đây, Tali. Đây là Tali Nù. Ta lấy nhồi nha. Đây là Di Linh Xuân Tâm Bố Châu Như. Đây là Nam Cánh Trắng Bùi Việt. Đây, Nam Cánh Trắng Bùi Việt. Anh chị có nhu cầu thì siêu tầm giống Di Linh Xuân này liên hệ tới Di. Số điện thoại là 0986011680. Ở đây mình chuyên bán lan giá sỉ nha, cây giống cho các nhà vườn nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Di.